Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với chương trình học bổng dành cho học sinh sinh viên dân tộc thiểu số, học sinh nghèo, báo Người Lao Động tổ chức trao tặng kinh phí hỗ trợ học tập cho học sinh sinh viên dân tộc thiểu số, học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, trẻ mồ côi do Covid-19 thuộc gia đình chính sách. Dịp này, 112 suất kinh phí hỗ trợ học tập cho học sinh sinh viên dân tộc thiểu số, học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, trẻ mồ côi do dịch Covid-19, diện gia đình chính sách trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã được trao tặng với tổng số tiền là 156 triệu đồng. Từ năm 2021 đến nay, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã cùng Quỹ Bảo trợ học sinh dân tộc thiểu số, học sinh nghèo báo Công an Nhân dân và ban tổ chức chương trình học bổng dành cho học sinh sinh viên dân tộc thiểu số, học sinh nghèo báo Người Lao Động, vận động các doanh nghiệp, quỹ mạnh thường quân phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh trao hơn 2.100 suất quà kinh phí hỗ trợ học tập cho đồng bào, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá khoảng 2 tỷ 723 triệu đồng. Các suất kinh phí hỗ trợ học tập đã và đang thể hiện sự quan tâm, sẻ chia và là niềm động viên to lớn đến các em học sinh, sinh viên thuộc gia đình chính sách, góp phần thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.